Tiếp tục chương trình là các tin tức quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, vào tối ngày hôm qua, lực lượng tìm kiếm Indonesia đã tìm thấy chiếc hộp đen của chiếc máy bay AirAsia bị rơi ở vùng biển Java 2 tuần trước với 162 người trên máy bay. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải nước này cho biết hiện nay những người thợ lặn không thể lấy được hộp đen lên vì chiếc hộp bị mắc kẹt trong đống đổ nát của thân máy bay. Những tín hiệu được phát ra cách nơi tìm thấy đuôi máy bay chưa đầy 1 km, đội trưởng đội tìm kiếm hải quân Malaysia Tan Sri Abdul Aziz Jaya cho biết trong một thông tin đăng tải trên Twitter, hải quân Malaysia đang nỗ lực giúp đỡ Indonesia trong việc tìm kiếm hộp đen máy bay. Cơ quan khí tượng Indonesia cho biết có khả năng báo làm cho máy bay Airbus A320-200 bị rơi xuống khi nó đã bay từ thành phố Surabaya, Indonesia đến Singapore vào ngày 28 tháng 12 năm 2014. Trong ngày hôm nay, thợ lặn sẽ cố gắng giữa các đống đổ nát để đưa hộp đen lên.